Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay là chương trình đặc biệt Mùa hè tại Nam Florida. Trong phần 1 là phóng sự viếng thăm đài tưởng niệm những cuộc chiến Hoa Kỳ tham dự, Việt Nam Living Memorial tại Key West, Florida. Trong phần 2 là hình ảnh một ngày mùa hè đi bắt cua tại Port Charlotte. Và để mở đầu, Tường Vi kính mời quý vị theo dõi phóng sự Đài tưởng niệm Việt Nam Living Memorial tại Key West, Florida do Destiny thực hiện. Destiny xin kính chào quý vị. Trong chuyến công tác về thành phố Key West lần này, Destiny có dịp ghé qua Việt Nam Veteran Memorial. Và đây là một cái khu rất là nổi bật trong thành phố này. Destiny xin gửi đến quý vị một vài hình ảnh mà Destiny ghi nhận được tại Key West, Florida lần này. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhân dịp mà chúng tôi ghé thăm Key West thì chúng tôi có đi ngang trên cái khu đường North Roosevelt đó, thì chúng tôi thấy có một cái memorial cho chiến tranh ở tại Hoa Kỳ, họ đã từng tham chiến. Thì khi mà chúng tôi đến đây, chúng tôi mới ghi nhận rằng là cái Memorial War này, trong đây nó có rất là nhiều những cái đài tưởng niệm của những cuộc chiến tranh mà những người Mỹ đã hy sinh nằm xuống. Trong đó chúng tôi ghi nhận là cái cuộc chiến tranh mà Civil War, có nghĩa là cuộc chiến tranh nội chiến Nam Bắc đó, là mất nhiều lính nhất, tức là khoảng 600.000 người mất, mà họ tính luôn cả miền Nam và miền Bắc. Đây là cái đặc điểm của người Hoa Kỳ, họ không phân biệt. Sau khi chiến tranh xong, những người nằm xuống đều được ghi nhớ cái sự hy sinh của họ. Sau đó chúng tôi cũng ghi nhận là cái cuộc chiến tranh Việt Nam thì chúng ta thì khoảng 58.000 người, cuộc chiến tranh ở Iraq khoảng chừng 4.000 mấy trăm người, và cuộc chiến tranh ở tại Afghanistan thì khoảng 2.000 mấy. Đó là những cuộc chiến tranh mà chúng tôi để ý. Nhưng mà có cái điều là chúng tôi để ý là khi mà chúng tôi đến đây thì chúng tôi có thấy một người lính của đã từng tham chiến tại Việt Nam, ông ta mất một cái chân. Ông ta đi với một cái người companion, có nghĩa là một cái người đang sống chung với ông ta bằng hai chiếc xe đạp. Thì chúng tôi có ghi lại cái hình ảnh đó, rất là cảm động. Và khi mà chúng tôi có dịp để mà hỏi thăm thì chúng tôi được biết rằng cái nơi này không chỉ riêng cho những người veteran đã từng tham chiến ở tại cuộc chiến ở trên thế giới này, nhưng mà nơi này còn là nơi cho những người du khách, những người biết trân quý cái sự hy sinh của quân đội của Hoa Kỳ để mà bảo vệ cái đất nước này. Do đó nên chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi và Destiny và một số những người thân của chúng tôi đến đây thì chúng tôi nghĩ rằng nếu có dịp đồng hương chúng ta đến Key West thì đây là một những địa điểm tuy nó không đông nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt cho cái sự ghi nhớ của người Hoa Kỳ đối với những người đã hy sinh cho đất nước của họ. Và riêng chúng ta, những người Việt Nam, những người đã từng sống ở Việt Nam, những người đã là người tị nạn Việt Nam, thì chúng ta ghi nhớ cái sự hy sinh của quân đội Hoa Kỳ ở trong chiến tranh Việt Nam. Do đó nên là cũng là cái dịp tốt để chúng ta đến để mà chúng ta thăm cái memorial này. Và cái memorial này rất là dễ đi quý vị đồng hương. Nếu mà từ ở trên miền Bắc đi xuống thì có con đường số 1, đó là chỉ có con đường số 1 thôi. Rồi nó sẽ nối dài với lại North Roosevelt. Và chúng ta đi thẳng thì chúng ta sẽ thấy cái memorial với bên tay trái của chúng ta. Đó là những cái lời mà chúng tôi ghi nhận được và chúng tôi gửi đến quý vị, và chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp gặp nhau mà không thấy nhau ở tại một cái địa điểm mà chúng tôi nghĩ rằng nó mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt cho những sự hy sinh của những người đã hy sinh tính mạng của mình, đã hy sinh cái cuộc sống của mình để bảo vệ cái đất nước và giữ được cái tự do, dân chủ và nhân quyền không chỉ riêng cho Hoa Kỳ mà cho cả các quốc gia yêu chuộng tự do trên thế giới.